Ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo, và Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng. Phiên xét xử phúc thẩm được mở do các bị cáo Trang và Quy, Khương kháng cáo xin hưởng án treo. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, chị Phạm Lệ Khanh cũng có đơn kháng cáo đề nghị xem xét bị cáo Trang và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Tại phần xét hỏi, sau khi chủ tọa công bố bản án sơ thẩm, bị cáo Trang trình bày kháng cáo xin hưởng án treo vì mức án 9 tháng tù giam là quá nặng. Bị cáo cho biết có con nhỏ và đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Bác là chiến sĩ đã mất trong kháng chiến, bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm luận tội, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự an ninh xã hội nên cần xử lý nghiêm. Từ đó không có căn cứ cho các bị cáo hưởng án treo hay phạt tiền. Theo Viện Kiểm sát, tòa sơ thẩm đã tuyên thỏa đáng và phù hợp tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết mới. Xét nội dung kháng cáo của chị Phạm Lệ Khanh, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Viện Kiểm sát xét thấy căn cứ tài liệu chứng cứ hồ sơ trong vụ án, đối với việc chị Khanh bị gây thương tích 3%, thương tích này chưa xác định được do ai gây ra, bên trong hay bên ngoài cửa hàng, nên hành vi trên không cấu thành tội cố ý gây thương tích. Theo Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân quận 1 đã xét xử đúng người đúng tội, vì vậy Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và người liên quan giữ y án sơ thẩm.